Kinh ngạc dàn vũ khí cực hiểm của những chiến binh Việt cổ. Từ chất liệu đồng, sắt, lưỡng kim, người Việt cổ đã chế tạo ra các binh khí như kiếm dao, lưỡi dìu. Tuy còn thô sơ, nhưng những vũ khí này có độ tinh xảo cao, phong phú về loại hình và kích cỡ. Đục của người Việt xưa. Lưỡi kiếm và dao. Các lưỡi dìu là công cụ khá phổ biến thời đó. Lưỡi dìu thời cổ có nhiều công dụng khác nhau và được xem như một binh khí vô cùng lợi hại. Lưỡi giáo, binh khí thường được sử dụng nhiều trong các cuộc giao chiến. Mũi lao, mũi giáo đồng văn hóa Đông Sơn cách ngày nay 2.500 năm. Vào thời điểm đó, nỏ đồng được xem là vũ khí có độ sát thương cao, có tính phục kích rất tốt. Nỏ đồng được xem vũ khí lợi hại nhất của người Việt cổ. Tấm chắn mũi tên, một binh khí hữu ích khi đánh giặc, giúp giảm sát thương đến mức thấp nhất. Chống ra trận dùng để phát đi thông điệp đến toàn quân đánh giặc.